7 giờ sáng chủ nhật, rất nhiều em nhỏ đã có mặt tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ để tham gia buổi huấn luyện bóng đá miễn phí trong ngày đầu ra mắt của Trung tâm Bóng đá Cộng đồng do cựu của ông Vàng Ngọc Trâm sáng lập. CFF thì có nghĩa là Trâm Football Friend and Fun, thì đó cũng chính là thông điệp của CFF muốn gửi đến tất cả các bạn. Bóng đá sẽ mang đến cho bạn những người bạn và bóng đá sẽ mang đến cho bạn những niềm vui. Không ai khác, cũng chính Ngọc Trâm trực tiếp huấn luyện các em nhỏ với các kỹ năng cơ bản đầu tiên về bóng đá. Bên cạnh đó, những học viên nhí của CFF còn được hướng dẫn thi đấu bởi các chuyên gia nước ngoài và các cựu cầu thủ của bóng đá nữ Việt Nam. Ngọc Trâm thì mình cũng biết là rất là nổi tiếng và mình cũng thích rằng là con được học những lớp mà có huấn luyện viên là nữ, thì hy vọng là nó sẽ có một cái gì đó nó khác hơn là các huấn luyện viên Việt Nam. Con thích nhất phần thi đấu và phần tập với cô Trâm ạ. Hôm nay con rất vui vì có thêm nhiều bạn mới ạ. Không chỉ đơn thuần luyện tập thể thao, tính trải nghiệm và có được thật nhiều niềm vui thông qua bóng đá chính là điều mà CFF chú trọng. Đặc biệt hàng năm CFF còn tổ chức một chuyến du đấu nước ngoài dành cho các cầu thủ nhí. Với năm đầu tiên ra mắt, Thụy Điển sẽ là điểm đến vào tháng tới của Ngọc Trâm cùng với những học viên của Trung tâm Bóng đá Cộng đồng.